Vừa Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Khách thân mến ơi, thì em giới thiệu với cả nhà mình hai cái lô mai xoắn để mọi người có thể sưu tầm chơi Tết, hoặc là chúng ta có thể lấy bo để ghép. Và với hai cái lô mai này á, là chắc chắn với mọi người là mọi người sẽ rất là thích. Bởi vì những cái cây này á, em ghép cái thân giữa á, nó bây giờ nó khá to rồi cả nhà. Thân trụ chính giữa ha, nó to cỡ như là gần bằng cái đầu đũa mà chúng ta ở giữa cái đũa ăn á cả nhà. Còn cái gốc ghép nè, gốc ghép thì cỡ như có cây cỡ ngón út em, có cây thì cũng cỡ đầu đũa không ăn ha. Đó, nhưng mà cái thân giữa mọi người em ghép gốc nhớt nên là nó sẽ liền cốt. Mọi người thấy nè, có cây nó gần liền cốt rồi, còn có cây thì nó hơi mém ha. Nhưng mà mình ghép gốc nhớt như vậy là nó sẽ như một cây zin luôn á nha mọi người. Thân giữa em cho dựng ngọn lên nè, nó dựng đứng lên nè, nó có những cái thân nhánh nhỏ nữa. Và đặc biệt cái lô này là rất hiếm nha cả nhà. Bởi vì cái tầm như thế này thì em phải nuôi ra khá lâu ha. Nuôi khá lâu nó mới có được thân giữa nó to nè, rồi những cái thân nhánh xung quanh nữa. Và mọi người nhìn xem á, cái độ xoắn nó rất là ok luôn á cả nhà. Xoắn là xoắn cực xoắn ha. Và mọi người thấy là nó không có bị lơi luôn á nha. Và đây, cái lô này á là em ghép gốc cuốn rễ khá đẹp mọi người. Đó, quái nè. Rồi có bí nữa nha cả nhà. Có bí, có lò xo nữa. Đẹp lắm. Đó, cái này nữa nè cả nhà. Đó, đế rất là đẹp ha. Và mọi người thấy thân giữa của nó nè, cực xoắn nè. Những cái nhánh em, những cái nhánh nhỏ, những cái chi nhánh của nó đó, cũng khá là quắn luôn. Cây này cao, em đo cho cả nhà mình nha. Thoát thân ghép rất ngắn cả nhà, chưa được một ngón tay em ha, khoảng cỡ hai lóng thôi. Em sẽ đo nè, từ ngay cái mắt ghép nè cả nhà. Một gan nè, hai gan nè, ba gan tay em ha. Và có cây thì nó hơi thấp hơn một tí xíu, là khoảng hai gan rưỡi mọi người ha. Như vậy thì mọi người thấy nè, cái cây này nếu mà mình chúng ta thích may quắn á, chúng ta thay vào một cái chậu kiểu, một cái chậu mình thích mình về mình tạo dáng bonsai nữa thì rất là đẹp luôn ha. Chỉ có 550 một cặp thôi. Một cặp em sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Và nếu như cả nhà mình lấy 10 cây á, thì em cũng tặng một cây nha. Nhưng mà một cặp thì em đã bao phí rồi. Cây thì nó đều như nhau nha cả nhà. Và mọi người nhìn thấy cái gốc nè. Đó. Đây, em diễn tả là hốc thân nó rất là ngắn ha. Và ngay chỗ này là cái mí ghép nè, mọi người thấy là nó mém, nó còn mém tí xíu nè. Đó. Và đặc biệt nó đã ôm nụ chi chít rồi. Đó, mọi người thấy ha. Và cái gốc này nè cả nhà, nó cỡ như là đầu đũa chúng ta không ăn luôn á. Đây, nó có nhiều cái kiểu đế rất là đẹp cả nhà. Rồi ha, những cái quắn con, những cái quắn non nó mới ra cả nhà là nó cực xoắn ha. Chúng ta kiểm tra mai quắn thì chúng ta phải kiểm tra cái độ quắn của nó. Để nhiều khi cái đọt non nó ra nè, mọi người thấy không? Đó, cực xoắn ha. Rồi, em xin nhắc lại nha, chỉ có 550 một cặp thôi, em sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Đế nào đế nấy là đủ kiểu và đẹp nha cả nhà. Có những cây nó mém nè, còn cái này cái tược rừng thì em sẽ lãi cái tược rừng đi. Đó, nó mém miếng ha, nhưng mà có cái thì nó cũng gần liền cốt. Rồi bây giờ còn bên đây là em còn ba luống này ha. Ba luống này là hàng này là 550, à quên, xin lỗi, 500.000 một cặp. 500.000 một cặp ha. Với những cái đế cũng khá là đẹp luôn. Đế đủ kiểu bí nè. Rồi hình này quái nè. Đó. Đủ kiểu luôn á cả nhà. Đó, bí nó nè cả nhà. Rồi và đặc biệt ha, nó rất là quắn luôn. Đó, nó cũng khá là quắn luôn, cao từ 36 cho đến là 40 cm. Đây cả nhà, mọi người nhìn sơ ha. Nó đều với nhau nha. Này. Đó. Rồi. Hình trái bí cả nhà. Đây, thân giữa của nó cũng khá là to, mọi người thấy thân giữa không? Thân trụ chính của nó nè, thân trụ chính của nó nè. Em với lại cái gốc luôn á mọi người. Và cái này theo thời gian nó sẽ liền cốt như cây zin luôn ha. Và mọi người thấy rồi, em ghép rất là thấp ha. Ghép rất là thấp và em dựng ngọn lên bây giờ nó như là một cái cây xoắn từ trên xuống dưới luôn cả nhà thấy không? Và xoắn rất là quắn luôn ha. Những cái nhánh nhỏ xung quanh nó cũng có chi chít nè mọi người. Đó. Rồi 550. Em có hai loại là loại 550 vừa giới thiệu và loại này là 500 ha. 500.000 một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho mình. 10 cây em cũng sẽ tặng mọi người một cây đế nè mọi người. Đây ha. Có những cái đế quái vô cùng luôn nha. Quái có, bí có nha.
rồi hơn giữa nè mọi người đó. Và đối với mai xoắn này thì nó cũng rất dễ chăm nha cả nhà. Chúng ta chỉ cần tưới dưỡng rễ hàng tuần, rong lá cho nó khi mà thấy cái lá xấu ha, rồi chúng ta tưới dưỡng rễ nó sẽ ra lá mới thôi. Rất dễ chăm mọi người. Hoa của nó từ 5 tới 12 cánh đó. Số cánh hoa nó cũng rất là ok á. Thường thường em thấy nó nằm ở dao động ở 8 đến 10 cánh á mọi người, nhưng mà có khi nó cũng 5 cánh ha. Đây cái gốc nè mọi người. À, quá đẹp. Rồi ha, bên đây nữa. Và em thấy nó đều đều nhau không nha cả nhà. Cái này chúng ta có thể sưu tầm chơi Tết được nè. Rồi mình lấy bo được luôn ha. Bởi vì cái bo của nó em thấy là nó cũng khá nhiều á mọi người. Đó, thân chính giữa nó được dựng ngọn lên thì những cái nhánh đó, nó được phát triển tự do á mọi người. À, đây ví dụ như cây này. Bé bé xinh xinh mà quá trời cái xoắn dài luôn ha. Đó, cả nhà xem nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, chúng ta về lấy bo nhiều lắm. Lấy bo được cực kỳ nhiều cả nhà. Và rễ là rễ bí ha. Rễ bí. Rồi rễ quái. Ôi nhiều kiểu lắm cả nhà ơi. Rồi thích loại nào thì alo cho em ha. Em có hai lô em xin nhắc lại nha. Một lô là 550 một cặp, một lô là 500 một cặp. Cả nhà mình thích loại nào thì alo cho em. Và 10 cây em tặng cho mọi người một cây ha. Em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Và khách trực tiếp gọi cho em số điện thoại là 0949234525 nha cả nhà. Em sẽ trực tiếp em chốt hàng cho mọi người ha. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.